cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Em xin giới thiệu, đây là súp điện, model là Ongo R70. Súp điện này chiều cao là 56 cm, hậu sâu 38 cm và chiều ngang là 22 cm. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung súp thì liên hệ em, hoặc nhà mình có ổn áp mình cứ lấy điện 100V ra sử dụng, khỏi cần mua đổi nguồn. Ongo R70 mình có thể chỉnh được volume, cất tầng 3 mức từ thấp trung bình tới cao. Phía sau súp này thì mình còn hai chế độ khác để chỉnh súp. Công suất của súp là 40W, hàng nội địa Nhật, made in Japan, Ongo R70. Súp này có thể ghép đứt được với mọi loại amply. Nếu nhà mình có sử dụng amply có hỗ trợ súp ao thì mình đi lấy dây AV một đầu ghim vào ngõ ao và một đầu AV còn lại mình ghim vào ngõ in trên súp là mình có thể kết nối. Nếu nhà mình sử dụng amply không có hỗ trợ ngõ súp ao như cái amply em đang quay clip nè, thì mình cứ kết nối dây lo như vậy. Em sẽ hướng dẫn chi tiết kiểu đấu nối dây lo vào Zalo cho các anh về mình biết cách đấu nối để sử dụng súp này nha. Em sẽ quay ngoại hình mặt sau từ trên xuống cho mình tham khảo. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Mua hàng bên em thì có hai cách thanh toán. Mình có thể chuyển cọc trước cho em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship, hoặc mình có thể chuyển đủ 100%. Góc cạnh của súp, đây là mặt tiền. Súp này sử dụng bát là 18 cm, bát úp đất. Mình để tay vào đây, mình có thể cảm nhận được cái lực của cái bát úp đất nó đánh ra tại vị trí này. Vì cái lỗ sông không hơi nó đưa xuống. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại cũng như Zalo là 0931008099. Cần tham khảo ngoại hình góc cạnh của súp thì vào Zalo em gửi cho các anh tham khảo nha. Còn mua hàng thì mình có thể cọc hoặc chuyển đủ giúp em. Bên em bán hàng không bao ship. Súp này mình ghép với dàn bộ nghe nhạc hoặc với amply rời đều được. Sử dụng tốt cho phòng 50m2 đảo về. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V nha. Bây giờ em xin kết thúc luôn clip test. Các nào mua súp Ongo này thì liên hệ số điện thoại cũng như Zalo trên bài đăng. Thì cũng giống như những cái clip test súp lần trước, em cũng đã nói rõ vì sao mình cần mua súp để ghép vào dàn. Ở nhà mình có một bộ dàn nghe nhạc gồm có amply và lo rồi. Nhưng mà khi mình nghe nhạc á thì mình nghe nó không có đã tai, không có phê á. Nhất là nghe nhạc vàng, càng bass sâu hay là nhạc đen, remix á, cái độ lực mạnh á, thì hụt cái tiếng bass. Càng bổ sung tiếng bass, càng cải thiện chất lượng âm thanh của bộ dàn nhà mình, thì mình phải ghép súp vào để hỗ trợ nâng cái tông tiếng bass lên, hỗ trợ cái dãy âm trầm nghe đã tai hơn, hay hơn. Và đương nhiên là nó phải bỏ tiền mua súp thì phải chất lượng hơn so với không ghép súp này. Nếu mà các anh có nhu cầu cải thiện bộ dàn nghe nhạc nhà mình thì cứ ghép súp, cần tư vấn thì cứ vào Zalo em sẽ tư vấn cho các anh nha. Còn bây giờ thì em xin kết thúc clip.